Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Phước Thiện Vlog. Hôm nay Thiện xuống đây quay tính là cậu hai ổng cắt lúa bữa nay. Ai ngờ đâu là 2-3 ngày nữa người ta mới cắt. Dàn lúa tốt quá nhưng mà cái các bạn nhìn thấy nè, nó sập như thế này nè. Đó, các bạn nhìn thấy nè, xui không? Nói chung là bông lúa thì rất tốt, các bạn cũng nhìn thấy nè. Đó, giờ nó sập xuống cỡ này nè. Đó. Đó, các bạn cũng nhìn thấy ha, là bông lúa rất tốt. Tưởng đâu là cậu hai năm nay trúng mùa rồi, cuối cùng nó đã như vậy. Đó. Thiện xin quay cho tất cả các bạn xem. Đó. À. Lúa trúng rõ ràng thành lúa thắt không các bạn. Đó. Nó nằm liệt hết trơn do ảnh hưởng thiên tai cơn bão số 3, làm cuối cùng cậu hai không biết sao giờ, là cũng định là nay mai sẽ cắt. Mà bên mua lúa thì người ta nói là bữa nay sẽ cắt. Mà cuối cùng tại vì ai cũng như ai nên bữa nay người ta không có cắt được. Nên thành ra cậu hai phải chịu thiệt. Đó, các bạn cũng nhìn thấy rồi đó. Nó nằm cỡ gì nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Lúa trúng thành ra như vậy nè các bạn. Nói chung cậu hai làm cũng khá lắm, chứ không phải như ai mà khu vực này. Tuy mình nói không giỏi nhưng mà nói chung là cũng khá lắm. Ở khu vực đất Bạc Liêu này cậu hai làm cũng đỡ lắm. Năm nào ổng cũng nếu mà ổng nói ổng hạng nhì ở đây thì cũng chưa chắc ai đã nói hạng nhất. Mà cuối cùng năm nay vàng bông thì các bạn cũng nhìn thấy rồi đó. Vàng bông thì rất tốt luôn. Mà cuối cùng do ảnh hưởng thiên tai cơn bão số 3 mà nó đã làm như vậy rồi. Rồi khu vực của dẫn huyện Hòa Bình, nhưng mà ở khu vực của Minh Diệu người ta làm trước cậu hai, thì lúc đó người ta ảnh hưởng cơn bão số 1, số 2 nên người ta cũng thiệt hại nhiều lắm. Ra người nào trúng lắm á, thì cũng là 12, 13 bao tới 14, 15 bao là hết hạn. Còn khu vực ngoài này á, khu vực ngoài này là tức là khu vực của cũng vẫn là huyện Vĩnh Lợi, nhưng mà khu vực của Minh Diệu chẳng nãy Thiện nói á, là đó là khu vực của thuộc của huyện Hòa Bình. Còn khu vực huyện Vĩnh Lợi á, người ta có công 18, 19 bao, 20 bao luôn. Mà bây giờ cậu hai người ta nói á, người ta 18, 19 bao. Người ta nhìn dàn lúa cậu hai nói trời dữ hơn dàn lúa của người ta nữa, mà cuối cùng nó thiệt hại như thế này nè. Đó, các bạn cũng thấy rồi đó, nó sập cỡ này nè. Nếu mà không sập á thì người ta 18-19 bao thì cậu hai cũng phải từ 20-21 bao, nó sẽ trên lệch, tại vì dàn lúa nó khác hơn tá trơn mà. À, các bạn ha, Thiện xin quay lại nè. Đó, các bạn thấy nếu ai làm lúa nhìn thấy hột cỡ này mà không lép thì cũng sẽ biết như thế nào rồi đó. Mà giờ xui cho cơn bão số 3 ập vào khu đồng ruộng của cậu hai do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên nó như thế này nè. Các bạn nhìn thấy nè, bông ta cỡ này. Ai nhìn dàn bông này nếu mà lúa không sập
thì cũng sẽ trúng hết, không nói gì hết. Mà cuối cùng do ảnh hưởng nó nằm cỡ đó, đó. Mà hiện giờ á, thì bên mua người ta mấy cái nào nặng người ta sẽ cắt trước đặng cho hòa quyện với nhau, chứ sao giờ thì ai người nông dân thì ai mà không nương với nhau, không nương với nhau thì sao mà người ta sống được đó. Các bạn nhìn thấy hộp à, quá tốt luôn, chín tới kệ, bông dài dài đó, các bạn nhìn thấy không? Làm cuối cùng của 2 giờ dính như vậy, sập trắng giả chưa. Miếng đất này 4 công mà nó sập trên 1,5 công rồi. Bên kia này ta cũng cắt hết rồi. Thôi Thiện cũng xin kết thúc video tại đây. Mong các bạn thương tình cho Thiện xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Thiện rất cảm ơn. Rồi Thiện xin bye bye nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.